Thưa quý vị, một sự kiện được giới văn nghệ sĩ và những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật chờ đón đã diễn ra vào đêm qua tại thành phố Hồ Chí Minh, đó là lễ trao giải Mai vàng năm 2019 của báo Người Lao động. Đêm trao giải gợi nhớ những ký ức ý nghĩa trong hành trình 25 năm của giải Mai vàng và khiến cho cảm xúc khán giả thăng hoa qua từng tiết mục trình diễn. Vừa qua, các ứng viên tranh giải trong cùng hạng mục, 5 tác phẩm và chương trình giành chiến thắng, theo quyết định công bố của ban tổ chức, gồm ca khúc được yêu thích nhất Để Mị Nói Cho Mà Nghe, MV được yêu thích nhất Truyền Thái Y, bộ phim được yêu thích nhất Về Nhà Đi Con, chương trình truyền hình được yêu thích nhất Ký Ức Vui Vẻ, vở sân khấu được yêu thích nhất Chuyện Tình Khâu Vai, kịch bản sân khấu của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ được đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên, sân khấu mới Đại Việt chuyển thể thành tác phẩm cải lương cùng tên. Ngoài 5 hạng mục trên, kết quả 10 hạng mục còn lại như nam nữ ca sĩ được yêu thích nhất, nhóm nhạc được yêu thích nhất, diễn viên hài được yêu thích nhất cũng được lần lượt công bố trong đêm trao giải tối qua. Năm nay thì bắt đầu chúng tôi có sự cải tiến, đó là bên cạnh sự đánh giá của bạn đọc thì có sự tham gia sâu hơn, chắc chắn hơn, mạnh mẽ hơn của Hội đồng Tư vấn Nghệ thuật, là bao gồm những chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực đó. Cho nên là có sự đánh giá rất sát sao, rất là nghiêm cẩn về chất lượng nghệ thuật của mỗi hạng mục. Chúng tôi cũng cân nhắc giữa cái thị hiếu chung và cái tính chất nghệ thuật. Tại vì có những cái được nhiều người hoan nghênh nhưng chưa chắc đã có tính chất nghệ thuật cao. Thì chúng tôi cân đối làm sao để đạt được giữa hai cái đó. Ngoài những cảm xúc mang lại cho khán giả từ phần công bố giải thưởng, những tiết mục trình diễn trong lễ trao giải đêm qua được dàn dựng theo ý đồ nghệ thuật xuyên suốt đã khiến cảm xúc của người xem thăng hoa. Đây không chỉ là những món quà đặc biệt đối với khán giả mà còn là khoảnh khắc tôn vinh nghệ sĩ nhân kỷ niệm 25 năm giải Mai vàng. Đời nghệ sĩ có vui có buồn nhưng tất cả đều xem đó là nghiệp, tận tâm cống hiến cho nghệ thuật. Ngày xưa khi mình xem mà trao giải Mai vàng, mỗi lần mà một nghệ sĩ nào đó được sướng cái tên mình lên để nhận giải thì mình cảm giác rất là hạnh phúc và rất là vinh dự. Và ngày xưa khi mà mình làm nghề thì mình cũng ước ao một ngày nào đó được đứng trên sân khấu Mai vàng, được nhận cái giải thưởng. Giải Mai vàng vượt lên ý nghĩa một giải thưởng, đó là sự tri ân nghệ thuật và khán giả. Người nghệ sĩ như những con tầm vì nghệ thuật, vì khán giả mà rút ruột ngã tơ. Khán giả đánh giá cao cống hiến của nghệ sĩ để bình chọn tôn vinh. Nhân kỷ niệm giải Mai vàng 25 năm, ban tổ chức đã khởi động chương trình Mai vàng nhân ái với mong muốn cùng bạn đọc, nghệ sĩ và Mạnh Thường Quân đồng hành trong việc chăm lo đời sống cho những nghệ sĩ có gia cảnh khó khăn, bệnh tật và không có nơi nương tựa.